Dạ mời ông chủ vào dùng cơm. Tôi về ăn rồi dẹp đi, tao không có đói. Dạ, dạ bà dặn con phải lo cho ông chủ. Tao có phải là con nít đâu mà lo. Dạ thưa ông chủ, cơm con đã dọn rồi. Sao mà nhây quá vậy? Đã nói là không đói, nghe chưa? Dạ, dạ con xin lỗi ông chủ. Liễu. Dạ. Lại biểu. Dạ. Dạ ông chủ biểu chi. Con vú nó có lo cho cậu Bình ăn chưa? Dạ rồi. Ủa, mới nói có mấy tiếng mà mày đã khóc rồi. Sao bà chủ chửi bao nhiêu cũng được. Còn à, phải rồi, ở cái nhà này tôi không có quyền với ai hết phải không? Dạ, dạ, dạ không. Ông chủ đừng nói vậy tội nghiệp con lắm. Con khóc là tại vì tại sao? Dạ tại vì hồi nào giờ ông chủ chẳng bao giờ nói nặng với những người chung quanh. Ông nổi giận mới lần đầu con thật không quen. Xin ông hãy bỏ qua, đừng nổi lại với bà. Bà mà nghe là con phải bị rối đòn. Tôi nói làm chi mà em căng dặn, chẳng qua tôi về bực bội mà ra. Ông chủ xót thương, phận hèn con không quên được. Chỉ mong được suốt đời săn sóc hầu ông. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ em 20 tuổi. Mới có 20 tuổi. Không lẽ chẳng còn chỉ tương lai hy vọng, mà ước mong suốt đời làm thân nô bộc, để cúc cung tận tụy với người giàu sang chẳng tiếc thân. Thì ra không phải chuyện xưa mà đời nãy cũng có người bán thân trả hiếu. Nghĩ kẻ bần dân như Liễu còn đáng trọng hơn những hàng giả ảo tuổi cơm trong giới sang. dao, làm loại dây leo để bám thân cây cho đến suốt đời. Tiền bạc trăm muôn lên xe xuống ngựa, mà không dám ngước mặt nhìn đời, cô khổ hay chưa? Thưa ông chủ, ông buồn chi mà giọng nói đầy vẻ đắng cay, như ông bao người ước mơ mà không có được. Con người là như vậy đó, không ai chịu yên thân phận, ông trời cũng bó tay, vì không biết làm sao cho vừa ý mọi người. Thôi, đi vô đi, đem mâm cơm xuống nhà bếp ăn hết đi. Bà chủ có hỏi, nói tôi ăn rồi. Dạ, nhưng... sợ tôi đói thì biểu con bếp nấu cho tôi tô cháo. Dạ. Hả? Ông chủ à, ông chủ à. Trời ơi, sao ông lại uống nhiều rượu vậy? Con đã pha cà phê sữa cho ông rồi nè. Vào nhà đi ông. Đi không? Liệu ra hả? Dạ, nè, ông chủ vào nhà đi. Tôi còn muốn ngồi đây chút nữa. Liệu à? Dạ. Em nhìn tôi có đáng là thằng đàn ông không? Dạ. Ông chủ à, ông đừng có hỏi con như vậy mà. Cái gì mà con? Liễu à, bộ tôi già lắm sao? Dạ, dạ thưa Em không trả lời, vì tôi là kẻ đáng khinh, không trả lời là phải thôi. Thưa ông dạ. Làm chồng người ta thật hèn hạ biết bao, mấy mươi năm trời bao nhiêu sĩ hổ, mà có ai hiểu thấu cho tôi. Ông ơi, ông đừng uống được không? Dầu sao cũng tình chồng hiếp vợ, ông với bà đã có cậu hai. Ông hãy thương con vì con mà chịu đựng. Liễu ơi, lòng anh như lửa cháy, hãy thương anh giúp cho một trận mưa rào. Ông chú ơi, em dấu là phận tôi đòi, nhưng cũng một kiếp người. Xin ông hãy thương tình, chứ hại đời của em. Liễu à, Liễu ơi, anh đã thương em lâu rồi, từ lúc em mới đến nơi này, chứ không phải mượn rượu mà để hại em đâu. Ông chủ, ông chủ ơi đừng mà ông chủ. Tội nghiệp. Đồ đạc chú sắp xếp xong chưa? Đáng lẽ là xong rồi, nhưng giờ tại... Làm xong thì là tại với bị chứ gì? Dạ thưa bà, con Liễu mấy bên nay nó bị bệnh, nó đâu có làm được gì đâu. Mình tôi phải trễ trải chứ. Bệnh gì? Dạ thưa bà, con nói chuyện này bà đừng có la lớn nha. Tao hỏi con Liễu nó bệnh gì? Mày không nói lại dặn tao đừng có la là nghĩa là sao? Dạ con cũng biết nó bị bệnh gì nữa, mà cơm nước không ăn, thường xuyên ôi mửa, trong túi lúc nào cũng bỏ đầy chanh với khế à. Mặt thì tay xanh mét, mặt trộm lờ, con sợ nó có bầu. Ê, mày đừng có ăn nói khùng, nó chưa có chồng á, có chữa với ai. Bà hãy nhìn đi, dường như nó đã có bụng. Con ở trong nhà có chuyện phải bẩm cho bà hay. Con Liễu xưa nay không có ra khỏi nhà, thân tộc họ hàng cũng chẳng có ai. Nhà ta chỉ có một ông Mày nói không phải ông Tư vậy chứ mày muốn nói ai? Trời ơi, không lẽ bà làm cái gì vậy? Ngồi xuống đó đi. Ông ngồi xuống đi. Tối ngày ông ở nhà, ông có thấy gì không? Có gì đâu. Sao tự nhiên bà hỏi như vậy? Con Liễu nó có chữa đó, ông thấy không? Con Liễu có chữa? Ai nói với bà vậy? Tôi thấy chứ không ai nói hết. Tôi hỏi ông nè, nó có chữa với ai vậy? Trời đất ơi, nó có chữa với ai sao bà lại hỏi tôi? Nói ra kìa, bà hỏi nó đi. Ông ngồi đó. Thưa bà làm gì vậy? Mày có bầu phải không? Dạ đâu có. Hình hài như vậy mà dám nói không có hả? Không có hả? Kìa bà làm gì vậy? Không phải gì của ông. Liệu mày có chữa với ai? Hãy nói thiệt ra đi. Không thì tao đánh nát thịnh da mày. Mày đừng có tưởng á là tao không có biết á. Mày đừng có hòng qua mắt của tao. Có nói thiệt hay không? Nói không? Dạ con xin bà hãy tha tội cho con. Dạ con không phải lòng con muốn như vậy đâu bà ơi. Mày không muốn thì ai hãm hiếp được mày? Đồ thư gái dâm loạn mà giả bộ hiền lương. Hiền lương nè, hiền lương nè, dâm loạn nè. Bà ơi, trời chết con rồi bà ơi. Chết cái gì? Bà ơi, tôi nghiệp con mà. Tội nghiệp cái gì? Có chuyện gì từ từ hỏi. Đánh nó làm chi dữ vậy? Thôi đi. Đầy tớ của tôi đánh. Chuyện gì mà tới ông? Bộ ông nóng ruột hả? Bà nói gì vậy? Thiệt là khùng điên à. Tôi điên. Điên nè. Bà ơi, bà đừng đánh nó nữa. Đâu phải lỗi của nó. Ông Tư. Không phải của nó ha. Không phải lỗi của nó gì của ông ha. Phải không? Bà đừng nói vậy mà tội lỗi. Tôi tội tác đáng ông bà của nó. Tôi can bà vì tội nghiệp cho thân phận một đứa con gái nghèo côi cúc làm tôi tới cho người. Chỉ vì một chút nhan sắc mà phải sai vào tay một gã dâm loạn. Nó đã vùi dập đời qua mà nghe không thương tiếc. Nó là quân ngũ nào ông nói mau đi. Nó là một gã bất lương đã lẻn vào đây như tên trộm, cưỡng hiếp con Liễu rồi nó xa chạy cao bay. Hả? Trời đất, bộ nhà này chết hết rồi sao? Xin lỗi bà, tôi có tội. Canh giữ giường mà để cho kẻ trộm vào ra dập dùi con Liễu phải tan nát một đời qua. Tại sao không nói sớm hơn? Tôi không muốn bà bận tâm về việc nhà tác thể, nhưng đâu ngờ kết quả lại thảm thương. Nỗi tủi nhục khổ đau lại phủ lên đầu kẻ hiền lương, còn đứa bất nhân thì vẫn nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật. Ông Tư ơi, ông nói mãi có gì? Nếu có giả nhân từ hãy cứu giúp người ta. Ông Tư muốn cứu con, ông Tư cũng không làm sao cứu được. Số kiếp trung chuyên đành phải chịu cho rồi. Thôi con ra làm sao nghĩ đi. Bà muốn bàn công chuyện với ông và ông Tư đây một chút. Dạ. Ông nghĩ sao về vị con Liễu? Chuyện tôi tớ sao bà lại hỏi tôi? Trong nhà chỉ có ông với ông Tư là đàn ông hả? Ông Tư thì đã già rồi. Vì con Liễu có chữa Ông nghĩ rồi, thiên hạ xì xào bàn tán nhắm vào ai đây? Không, chắc ông biết rõ hơn tôi mà. Bà nói vậy là sao? Ông đừng giận, bà nói phải đó. Nhưng thưa bà, không lẽ mình lại biểu nó phá? Không, tôi đâu có lòng ác độc vậy đâu ông Tư. Tôi chỉ lo cho danh giá nhà tôi mà thôi. Tôi... thôi tôi tính vậy ha. Ông Tư coi có được giúp tôi ha. Dạ thưa bà chủ cứ nói. Tôi sẽ đưa cho ông một số tiền. Ông dắt nó về làng của ông, kiếm một chỗ nào xa biệt nơi này, mướn người dưỡng nuôi cho nó sanh đẻ sẽ được ấm thân. Tới ngày mẹ con nó được cứng cáp, có tiền kiếm nơi chung sống á, nó yên thân rồi ơn ông tôi sẽ trọn đời chẳng quên. Nói gì nghĩa ân tôi tớ trong nhà thì phải hết lòng, sợ giường tược nơi đây không ai coi sóc thì làm sao. Tôi sẽ nhờ con của chú Ba Thế coi giùm cho ông một ít tháng ha. Ông nên yên lòng ráng lo mau chống việc này trước đi. Dạ xin bà yên tâm. Bà ơi, nếu bà thấy con ở đây sẽ làm cho gia đình bà ô nhục thì con xin bà hãy giết cái quan thai khi nó còn trong trứng nước, chớ đừng để nó phải bơ vơ lưu lạc. Làm trẻ không cha nơi xó chợ gian đường, con cũng sẽ chết theo cho hết kiếp đoạn trường. Một đứa con gái nghèo bở vơ côi cút, vì một quan thai thì sống trên đời cũng còn dám ngửa mặt nhìn ai. Tao nghĩ tội nghiệp cho mày nên muốn cứu giúp mà thôi, chứ đâu phải nhà này đã gây cho mày phải khổ. Mày nên hiểu, đồng tiền sẽ mua cho mày tất cả. Mày có chồng thì tự nhiên con mày sẽ có cha thôi. Nếu mày không chịu á thì tùy mày, nhưng làm sao đó thì làm, chứ nhà này mày không thể ở được nữa ha. Thưa bà, xin bà bớt giận, bà để cho tôi khuyên nó. Liễu à, em nên nghe lời bà, đừng nghĩ những điều không tốt. Em không có tội mà cái bào thai kia càng vô tội hơn. Bà đã có lòng nhẫn, Liễu nên nhận xu tiền đi đợi ngày sanh nở. Nay mọi việc đã lỡ rồi, con hãy cố vượt qua. Từ nay ông sẽ ở bên con để đỡ đần chăm sóc. Con có tiền, có người lo lắng, nghĩ suy ra thì con còn được tốt phước đi hơn người. Ông Tư, ông chủ, bà chủ, con xin cúi lại đại ân đại đức. Suốt đời con sẽ thành tâm sám hối, một tội chẳng phải do con, và cầu nguyện cho gia đình ông bà được nhiều hạnh phúc ở mai sau. Tiền đây, ông Tư hãy cầm lấy 10.000 đồng này. Ông rộng rãi phương tiện lo cho nó, nhớ phải đi thiệt là xa. Bao giờ á, nó yên rồi á, thì ông cứ quay về nhà này, không có quên ông đâu. Và thưa ông bà yên tâm, đây là lúc tôi báo đáp công ân của cụ nhà đã nuôi tôi từ tấm bé. Thưa ông bà, tôi đi. Liễu à, đi con. Sao khóc hoài vậy? Ngủ đi mà. Nó khóc vì mẹ nó cứ đuổi ba nó hoài. An cưng của ba. Nói mẹ đừng đuổi ba nữa nghe con. Ông không chịu nghe em sẽ có chuyện đó. Ông vắng nhà đã 3 ngày rồi, lẽ nào mà bà không biết? Ông hoài. Con mình đã 3 tuổi rồi mà em cứ gọi ba của nó là ông. Nó giận cho coi. Sửa lại đi rồi anh về. Thì ông thì anh về đi. Ông Tư đã đem xuồng ra rồi kìa. Ngủ đi con. Nè con ngủ nha, giỏi nha. Rồi con ráng ngủ đi để cho ba con về nhà. Liễu à, anh không về đâu. Ông quên. Anh nói gì vậy? Sao lại không về? Anh nói thật đó Liễu. Tụi mình hãy bồng con trốn đi thật xa nghe em. Hả? Trốn đi? Phải. Anh không thể xa con xa em được nữa. Không, không được đâu. Anh đừng có liều lĩnh. Anh còn vợ con, còn danh giá gia đình. Đừng vì một phút bốc đồng mà sau này ân hận. Không, anh không bao giờ ân hận Liễu ơi. Bao nhiêu năm sống trong cửa cao lầu rộng, kẻ hả người hầu chẳng êm nệm ấm, mà anh tưởng như đang sống trong chốn lao tù. Bốn bề giam thân, chỉ nghe bên mình những tiếng rầy la trách mắng. Giai cấp hèn sang không cho phép. một thư sinh nghèo đem thân đi ở rề. Mười mấy năm làm kẻ thực lọc chỉ thế trăm bề tuổi nhục, anh có hơn gì em mà phân biệt sang hèn. Anh đã yêu em với tất giả chân thành, từ lúc em mới vào nhà hầu hạ chúng nước chén trà vắng mùng sữa vui. Từ ánh mắt làng môi em đã làm rung động tim tôi. Bắt đầu gần nhau tuy trong một cơn say, nhưng nó cũng bộc phát từ buổi đầu xung cảm. Hãy nghe anh đừng đắn đo chi nữa, chồng vợ cha con hãy rời bỏ nơi đây, cùng dựng xây một tổ ấm gia đình. Xây dựng tổ ấm gia đình, hãy sống thật một chút đi anh. Bà nhà là cô nhà chấm anh đại khác, nên quen bắt nạt kẻ dưới tay. Nhưng bà rất thương anh. Hơn nữa, địa chỉ danh gia của bà, không bao giờ bà chịu thua một đầy tớ gái mãn hạn như em. Rồi đấy, sấm sét của rìu sẽ phủ lên đầu em mà anh không che chở nổi. Xin hãy cho mẹ con em được bình yên trong mái tranh nghèo. Ở đây có khu đất nhỏ, ông Tư trồng trọt chăn nuôi, còn em Mai thuê giá mướn cũng đắp đổi qua ngày. Em hứa với anh nuôi con đến ngày con lớn, bảo nó quay về tìm nguồn gốc của ông cha. Suốt đêm rồi, chim cú kêu mãi bên nhà, em hồi hộp lắm. Anh đi mau đi anh. Tội nghiệp cho em quá. Con hồn đi lớn gan, bữa nay mày biết tay tao. Ôm nó lại. Ông ơi, ông đừng có dùng vậy là chết con đó. Tao rạch nát mặt mày cho mày tởn nha mày. Ông Tư mày dám giật chồng tao ơi. Mày lấy chồng tao ơi, cứu con ông Tư ơi. Quá mặt tao nữa. Bà ơi, cô lại bà. Cô lại bà. Ông ơi, cô lại. Ông biết cô lại. Tao gạch mặt mày nè. Giật chồng ta. Cô lấy chồng tao ơi. Kìa quá. Lại mình xin hãy nương tay, xin đừng sát hại kẻ vô phần. Tôi tình là bởi do tôi, chứ người ta đâu dám xúc phạm đến bà. Trần lôi đình tôi xin gánh chịu mình tôi, chớ dập dùi chỉ một mảnh hồng nhan. Chiều sơ xác phủ phàng, có bề nào bỏ lại đứa con côi. Trời ơi là trời, vì một con nhỏ ở mà quỳ lại van xin. Nhục ơi là nhục, nhục ơi mình thấy nhục chưa. Trời ơi tao giết mày, tao giết mày. Bà ơi tôi gian bà, dù sao mau quyết ông đã tạo. Xin bà mở lượng hiếu sinh, để đứt lại cho cậu Bình, cho nó sống mà nuôi con. Không, không được. Ông thương con ông thì ông hãy làm tròn bổn phận, cứ mang nó quay trở lại nhà mình. Còn với con hồ ly này, tôi quyết định không tha. Liễu, cái nhan sắc của mày đã làm cho tan nát gia đình tao. Tao phải hủy bỏ nó đi. Bà, ông làm cái gì vậy hả? Tôi lại bà tha cho Liễu. Tôi thề sẽ không bao giờ dính líu đến Liễu nữa. Tôi về nhà đây. Bà ơi, bao nhiêu đã đủ rồi, bà tha cho nó đi bà. Vô. Dạ. Mày ẵm thằng nhỏ về nhà cho tao. Đừng bắt con tôi. Bà ơi xin bà hãy giết con đi, chớ đừng để cho con mẹ phải chia lìa. Con xin chịu mỗi tham hình mà không tiền quan trọng. Con ơi con hãy nghe ông chịu khổ xa con, còn hơn là chịu mọi thảm hình. Mày đã cướp chồng, cướp hạnh phúc của người ta. Thì đừng nên khăn lóng kêu gào, bà nổi giận rồi ngọc đá cũng điều tiêu. Con xa mẹ, nhưng mà con cha là tốt rồi. Liễu, tội mày cướp chồng tao, tao giết mày cũng còn được. Nhưng mà tao tha cho mày, tao tha cho mày. Mày còn đòi hỏi cái gì nữa? Để con cho mày nuôi hả? Mày nuôi để ổng còn có con đường lui tới nữa hả? Đừng có hòng. Còn ông sao chưa chịu đi? Chưa chịu đi sao? Ông tưởng tôi không dám làm hả? Không dám làm phải không? Đi mau đi ông ơi. Đi. Con tôi đâu rồi? Mưa rơi miên man, cánh hoa ta tới hương nhụy. Sóng gió nước xoay, cánh bèo trôi mãi về đâu. Mang kiếp bèo mây phiêu bà không nơi nào thân. Ôm mãi niềm đau, khóc thương một kiếp phong trần. Đêm dài chờ mong anh thái dương, gió hoang buốt lạnh những đêm buồn. Lang thang môi mắt tìm hạnh phúc, đâu đó còn gian khúc bi thương. Gió cho ngát hương đời sao xanh mai, tô hồng cuộc sống mãi. Trời ơi, bác Tư! Bác Tư! Bình, con không nhớ ông Tư sao? Ông Tư ở nhà mình hồi dưới quê đó con. Dạ lâu quá con quên. Mời ông ngồi nói chuyện với ba cháu. Cháu bận chút việc. Cậu hai khác xưa nhiều quá. Bác Tư uống nước đi. Mười mấy năm nay bác ở đâu? Bác có tin sau trận xeo rô nó gào thét điên loạn, tôi phải chở vào bệnh viện huyện chữa trị. Vừa thuyên giảm tôi đưa nó về tuốt 5 căn ở với người cháu họ. 6 năm sau nghe tin bà chủ mất, tôi có về nhà lớn tìm ông thì không còn ai cả. Tiêu tan hết rồi. Bác Tư có biết không, bà nói là tha cho tôi, nhưng từ đó về sau bà tỏ thái độ ra rất rõ. Trước chị rủ chị em tứ sắc câu tôm, bây giờ bà cờ bạc lớn. Hết đại thế giới đến trường đua, tiền bạc ra như nước. Thua hết tiền thì bà lại ban đất, coi như không có mặt của tôi. Như gái đôi mươi buông thả cuộc đời, cho đến ngày bà lâm bệnh mới thôi thì loạn lạc lại dấy lên. Nhà cửa ruộng nương đều hết sạch, mai là thằng Bình đã đổ đạt làm nên. Có chuyện may gặp con vợ rất hiền, cả nhà mới dọn về đây. Mới bao nhiêu năm mà thế cuộc đổi dời, thật là vô bể tan thương. Bà chủ chỉ vì quá yêu chồng nên hận mà ra nông nổi. Mà thôi bỏ qua đi. Gặp ông như vậy là tôi mừng quá rồi. Đâu còn gì mà ông chủ bà chủ. Bác Tư cứ gọi tôi như em cháu được rồi. À còn thằng bé, tôi muốn thăm nó. Nó 20 tuổi rồi, sắp thi ra trường. Bác Tư biết không, làm như nó có linh cảm về mẹ nó. Còn trẻ mà lúc nào cũng lộ vẻ trầm tư u uất. Bà mất đã lâu mà mỗi lần anh chị nó bảo tôi cưới vợ thì mắt nó có nhìn tôi như van lơn cầu khẩn. Tôi lại không nỡ nên... Nhưng mà cậu có để ý chỗ nào chưa? Vợ chồng thằng Bình muốn tôi cưới cô của vợ nó, chủ giải nhà này. Cổ là chủ đồn điền khoảng 40 tuổi, chưa có chồng. Nhưng bác Tư à, bác cho tôi biết về mẹ của thằng An. Bây giờ cổ ra sao rồi? Nó đã có chồng rồi. Có chồng rồi. Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ thấp thỏm lo âu. Dằn vặt trong lòng sen rụng mà ra đi, dân bằng bạc tinh hồng vì cơn gia biến đành lưu lạc tha phương. Thân chẳng một ngày phải vui thương đau trong giấc mộng canh ta. Xa vào một bóng thấy con sầu muộn mà nghe như dao cắt nén trong lòng. Giờ đây mọi việc đã an bài, chuyện xưa nên dẹp lại cho gia đình được yên vui. Thật ra nó đi lấy chồng là gì, không nơi nương tựa, chứ lòng nó đâu có muốn. Còn cậu thì thôi cũng nên quên nó đi, con cái lớn rồi, chúng nó cũng sắp thành gia thất, cậu cũng phải có vợ để có người bầu bạn đỡ đần chăm sóc chứ. Dạ. Ba ơi, ba ơi, ba. Về tới nhà là ba ơi ba à. Dạ, dạ chào ông. Ba ơi, con thi đậu rồi. Tốt quá, ba mừng lắm. Nè, để ba giới thiệu nha. Đây là ông Tư ngày xưa ở nhà mình. Hồi nhỏ, ông Tư ẵm con thường lắm. Thằng An đó bác Tư, nó đậu tốt nghiệp rồi. Đó đây hả? Ông mừng cho cháu. Giống quá. Ông nói con giống ai? Ông nói con giống ông nội con quá. Vậy mà con tưởng... thôi, ông Tư ở nói chuyện với ba con nha. Con xin phép. Bác nói hớ một câu là nó suy nghĩ rồi đó. Thấy nó tôi cầm lòng không được. Thôi, thăm cậu chút tôi về. Bây giờ tôi phải về để hết xe. Ủa? Bác Tư ở đâu mà sợ hết xe? Tôi con cháu ở Phú Lâm, má nó bị bệnh tâm thần nằm nhà thương, nhờ tôi coi chừng dùng. Thôi tôi đi nghe cậu. Dạ. Bác Tư à, bác lấy chút đỉnh đi xe. Thôi khỏi, tôi có rồi. À, hồi đó giờ bác có gặp con vú ác độc đó không? Nó cũng lên Sài Gòn rồi, bây giờ nó còn điêu đứng hơn cậu với tôi nữa. Chồng cờ bạc, con là đứa móc túi, đứa xì ke. Hôm trước tôi gặp nó khóc, nó nói: bác Tư ơi, con bị quả báo nặng quá. Kể ra trời cũng có mắt. Nghe tin Liễu bình an là tôi mừng rồi. Bác có gặp lại, nói tôi gửi lời thăm vợ chồng cổ. Thôi tôi đi nghe cậu hai. Nếu tôi còn sống à, lâu lâu tôi lên thăm cậu với mấy cháu. Dạ. Con nhìn cái gì mà trân trối vậy An? Dạ, con nhìn con chim ở trong tổ, nó đang mớm mồi cho con nó ăn. Ba coi nè, cảm động làm sao á. Loài chim muôn nó cũng có tình thắm mẫu tử chứ con. Con có nhớ sự tích chim thiên nga, kêu ơi, từ lâu con cảm nhận con là đứa trẻ lạc lội. Con đừng có nói bậy bạ, anh hai con nó nghe được nó lại rầy la đó. Chị hai nè nè, có chuyện gì vậy em? Sao em thất sắc vậy? Em Anh hai lại la em nữa phải không? Dạ không phải. Vậy chuyện gì? Em nói mau đi, em làm cho chị hồi hộp quá à. Chị hai ơi, chị Hà sắp lấy chồng, chị Hà sắp lấy ông Lâm rồi. Hà sắp lấy ông Lâm? Sao Hà không nói gì cho mình biết hết trơn vậy cả? Mà vậy cũng tốt thôi, vì ông Lâm đã giúp cho chị ấy quá nhiều. Ngoài cách ưng ổng, biết làm cách nào để trả ơn được. Phải, tốt lắm. Chị hai, chị mà cũng nói như vậy nữa à? An, không lẽ em yêu Hà? Chị hai ơi, em khổ quá chị hai ơi. Khốn nạn! Trời ơi! Anh làm gì vậy? Mày dám làm chuyện vô lưng, nhỏ tuổi mà lớn gan. Đến nay tao mới thấy rõ ràng. Anh Bình, tại sao lại giận dữ? Tình chị em tôi từ trước tới nay lúc nào cũng thương mến thân mật với nhau. Các người đừng có hòng qua mặt của tôi. Chị dâu em chồng quấn quýt với nhau mà. Anh Bình ơi, anh thật là hết thuốc chữa rồi. Anh hai ơi, anh đừng gieo tội cho chị hai. Mày câm miệng lại. Mày còn dám há miệng nữa hả? Tao đánh cho mày chưa nè. Trời ơi, ba ơi, ba. Ba ơi, ba vô coi nè ba ơi. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Sao mày lại đánh nó? Ba, nó với chị dâu nó. Con đã nói rồi, nó có dòng máu xấu của mẹ nó, không có xài được mà. Tao cấm mày nói bậy. Diễm à, chuyện gì đã xảy ra vậy con? Chú An à, chú yêu Hà. Nghe tin Hà sắp lấy ông Lâm, An đau khổ quá nên khóc với con. Con an ủi An thì anh Bình anh nói là con với An. Cô ơi, con nhục lắm cô ơi. Diễm, trời ơi Diễm, anh đứng lại đó. Hồi nãy anh nói tôi giống mẹ tôi. Mẹ tôi là ai? Mẹ tôi ở đâu? Anh hãy nói cho tôi biết đi, mẹ tôi ở đâu? An à, thật sự là con yêu cô Hà. Tôi yêu ai mặt tôi? Các người hãy nói cho tôi biết đi. Mẹ tôi là ai? Mẹ tôi ở đâu? Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ ơi, con. An à, con hãy nghe ba nói. Mẹ con không có bỏ con, mà là An. Anh xin lỗi em. Thật sự bây giờ dì ấy ở đâu, anh và ba đều không biết. Mẹ con ở đâu chỉ có ông Tư biết. Nhưng ông ấy nói mẹ con đã có chồng rồi. Bà nói dối. Bây lâu nay bà dối con. Con không tin bà nữa đâu. Con phải đi tìm gặp mẹ con đây. Con phải đi tìm mẹ con đây. Khoan đã, bà đi với con. Hôm đó ông Tư ông nói ông đang ở vùng Phú Lâm á. Đi với ba, dọc đường ba sẽ kể chuyện ba với mẹ con cho con nghe. Bình ơi, con có thấy là con làm khổ ba chưa? Ba, con xin lỗi ba. Ba với em con đi có gặp thì điện cho con hay. Bây giờ con đi tìm Diễm. Thôi mình đi con. Lau nước mắt đi, để người ta để ý đó. Con không ngờ đời mẹ con lại khổ sở như vậy. Con quyết định nếu không gặp ông Tư thì con cũng đi đến chân trời góc biển. Con phải tìm cho được mẹ con. Hôm đó ông Tư nói ông ở vùng Phú Lâm, để mình tìm thử coi. Ông ơi, ông mua giùm tôi mấy tấm đi. Cậu hai, cậu mua giùm cho tôi mấy tấm đi cậu hai. Tôi không mua đâu chị. Trời ơi, ông chủ, ông nhớ con không? Vú hai, trời ơi Vú hai, Vú bán vé số ở đây à? Ông chủ với cậu đi đâu vậy? Mấy năm nay con tính đi tìm mà nghèo quá không đi được. Ông chủ ơi, con ác đức quá cho nên trời đài đọa khổ lắm ông chủ ơi. Ba, đi ba. Ủa, cậu đây là... Thằng An đó. Thằng An? Trời ơi, vậy mà tôi nhìn không ra. Ông chủ với cậu lại ngồi đây đi. Dạ thôi đi Vú, con còn đi tìm người quen nữa. Có phải ông chủ đi kiếm ông Tư không? Phải. Chú biết ông Tư ở đâu, chỉ cho tôi với thằng An. Thằng An nó nôn nóng muốn gặp mẹ nó. Tội nghiệp quá. Tội lỗi của tôi không biết trả đến chừng nào mới hết. Ông Tư ở đâu? Vú chỉ giùm đi Vú. Để Vú chỉ. Nhưng mà ông Tư có nói mẹ cháu ra sao không? Ông Tư nói cổ đã có chồng bình yên hạnh phúc. Tôi nghe cũng mừng. Cái gì? Cổ có chồng hả? An ơi, má con. Mẹ con sao? Vú nói đi, nói lẹ đi Vú. Má con đã điên loạn từ những ngày xa con. Trời ơi, ở trong bệnh viện hết nơi này lại đến nơi kia. Mẹ con ở đâu? Ông chủ, ông đánh tôi đi, ông chửi tôi đi ông chủ. Thôi Vú đứng lên, việc đã qua rồi đừng có nhắc nữa. Đưa cha con tôi đến đó ngay. Dạ. Xích Lô. Đó, mẹ con đó. Ngủ đi con, ngoan mẹ cưng như không. Một lát nữa ông ngoại về mua bánh cho con ăn nè. Mẹ ru cho con ngủ nha con. Dí dầu rau răm đắng cứng, dễ bưng khó trồng. Dầu thương cho mây cũng chồng người ta. Ngủ đi con. Ngoại con, thì ra bấy lâu nay bác Tư đã săn sóc dưỡng nuôi Liễu. Trời ơi, làm sao cứu mẹ con? Mẹ con bị bắt con, uất ức quá nên sanh cuồng loạn, chứ không phải là điên hẳn đâu. Bằng chứng là những câu hát ru con ngày xưa Liễu đều nhớ cả. Ngủ đi con à. Gió đưa trăng thì trăng đưa gió. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Trời đất ơi, mấy người làm gì vậy hả? Mấy người làm gì vậy? Mẹ ơi, con đây, con là An đây mẹ ơi. Liễu, anh đây nè, em có nhớ không? Liễu, em có nhớ chị không? Hả? Xin bà, xin chị, xin mấy người hãy giết tôi đi. Xin chớ đừng bắt con tôi, nó đang tôi còn mắng xưa. Nếu nó mất mẹ rồi thì làm sao tôi sống nổi. Con em là thằng Mỹ đấy nè. Con là bé An nè mẹ. Giang ra, các người là một bọn gian manh, chỉ có biết có tiền chứ không biết điều nhân nghĩa. An ơi, mẹ bế chặt con vào lòng nè. Nếu tụi nó bắt con là mẹ chết. Giang ra, đừng, trời, đừng có bắt con tôi, trả lại cho tôi. An ơi, họ đã chia cách mẹ con của mình rồi. Liễu, Liễu ơi, tỉnh lại đi em. Tỉnh lại đi Liễu. Mẹ ơi, bao nhiêu đau khổ trên trần gian đổ dồn cho thân mẹ. Mười mấy năm qua như đó phù dung, từng cánh tả tơi trong gió loạn mưa cô. Dài mẹ thương mẹ nhớ. Liễu ơi trời, đài đọa bao nhiêu là quá đủ. Tính lại mà nghe con thơ đang gào khóc bên mình. Liễu, tỉnh lại đi em. Thằng An con của em nó đói bụng rồi đi nè. Hả? Con tôi đâu? An ơi, An. Mẹ ơi, An đang ôm mẹ nè mẹ ơi. Ý, đừng có gạt tôi. Con tôi nó còn nhỏ xíu à. Nó đang khóc kìa kìa. An ơi, mẹ đây con. Hãy ngủ, ngủ đi con. Hãy ngủ giấc ngủ cho ngon. Dẫu đời bao cay đắng, con đã có mẹ bên mình. Sữa mẹ đã cạn rồi, nhưng còn máu trong tim. Có ngoại ở bên mình, ngoại sẽ săn sóc cho con. Mẹ ơi, cảnh tình này làm sao con chịu nổi đây mẹ ơi. Liễu, anh là chồng em, là ba của thằng An. Con nó lớn rồi, em nhìn nó đi Liễu. Tôi nói đi, tôi nói không phải mà. Hả? Ông, mày là ác quỷ, là ma dương. Đừng đến gần tôi, đừng đến gần tôi. Đưa bệnh nhân vào trong đây. Các ơi, Các người hãy để cho bệnh nhân được yên tĩnh. Mẹ! Mẹ! Liễu! Liễu! Bà ơi! Tội lỗi do ai gây ra mà mẹ con mang lụy? Đã từ lâu con biết con chỉ là một giọt máu ngày xưa. Anh hai xin lỗi em. Anh chị đã đưa chị Hà đến thăm dì. Chị Hà nói sẽ giới thiệu bác sĩ đã chữa lành bệnh cho mẹ chị. Nè, chắc chắn dì sẽ khỏi thôi mà. Bác sĩ bạn thân của ông Lâm chứ gì. Công lao của ông chị Hà đã trả cả cuộc đời rồi. An không muốn gây thêm ân nợ cho chị nữa. An đừng lo ngại. Ông Lâm rất tốt bụng. An đừng nghĩ xấu cho ổng. Để hôm nào bác khỏe đó, Hà sẽ kể cho An nghe. Giờ hai con vào lo thủ tục để đưa dì đi xuất viện. Sẵn có xe cô, con đưa đi luôn. Ba, con vào với mẹ con. Thu Dung có đến đây à? Vâng. Em đưa tụi nó theo anh đến đây. Dung, tôi xin lỗi. Anh đâu có lỗi gì đâu. Giờ đấy nghĩa cũ tình xưa anh nên nối lại. Tình cảm chân thành sẽ giúp cho chị Liễu hồi tâm tỉnh trí. Chồng gặp vợ, mẹ gần con. Dung, một lần nữa anh cảm ơn em. Nhưng còn em thì sao? Còn em tình giờ tình mong manh. Đưa xe vô rước chị. Cảm ơn em. Liễu à, về đây đã mấy ngày rồi, em có nhớ cái chỗ này không? Con nhớ cái này không? Của ai đây? Nhớ chứ, của thằng An. Cái giọng này nè, rồi cũng cái ghế này nè, con đã ngồi hát ru cho thằng An nó ngủ. An ơi, con đâu rồi? Con đây nè mẹ. Không, không phải mà. Nó còn nhỏ xíu à. Không phải An của mẹ đâu. Tại sao con vô phước vô phần quá vậy? Ai cũng nhớ chị cô con, sao mẹ không nhớ con hả mẹ? Mẹ thôi đừng có khóc nữa mà. Lớn rồi ai lại khóc nhè vậy? Nè, xấu lắm biết không? Nè, con nói con là con của mẹ, nhưng mẹ nhớ mãi mà không biết con lớn hồi nào, con ở với ai. Ai, chiếc võng này mẹ đã từng hát ru cho con ngủ. Mẹ đã hát gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ năm canh. Mẹ ơi, mẹ cứ hát ru con như lúc con còn bé dài. Giọng âu ơ hòa với tiếng vạc ăn đêm, đồng giọng ca đêm dài. Mười mấy năm có khao khát, có một ngày mẹ cứ coi như An cùng mẹ trong những ngày còn sữa. Mẹ ấm bồng ve vuốt nâng niu. Để mẹ ru nha, hãy ngủ đi con đừng khóc nữa để mẹ được yên lòng khỏi trăn trở đêm dài. Lại nữa cười. Liễu đã tính hay chưa chuyện cũ bỏ đi? Thôi bên em có đủ mọi thâm tình, đã có chồng thêm đứa con yêu. Hãy quên bỏ những gì còn sai sức trong tim. Mẹ ơi, tất cả đang chờ mẹ trong vòng tay thân ai. Mẹ hãy nhìn xem kỷ niệm ngày xưa căn nhà cũ, mai lá đơn sơ mà chán chứa vàng thân tình. Mẹ, con là bé An của mẹ. Ông Tư là ông ngoại của con. Còn đây là ba của con, là chồng của mẹ. Từ nay gia đình mình sẽ sống chung hết ở đây. Mẹ có chịu không mẹ? Chịu chứ. Nhưng mà ông này là chồng của mẹ, là ba của con hồi nào tới giờ. Ông ở đâu vậy? Anh ở đây chứ ở đâu. Đây nè, anh chồng đó, em có nhớ không? Ngày xưa em thường nói em thích trước nhà có vàng bầu và mướp, nên anh chồng cho em đó. Em coi kìa, Bông mướp trố vàng tươi, còn bông đậu rồng tim tim. Chúng nó mừng em cùng nhau đua nở. Anh thật là dễ bảo, dễ thương, em vừa nói ra là đã có liền. Bông mướp đang trổ thật nhiều, em phải hái liền để nấu với rau. Nè, sáng mai anh phải dẫn em đi chợ nho, mua thịt cá về để nấu mấy món ăn. An ơi, mẹ của con đã tỉnh hẳn rồi, nhưng mẹ vẫn còn chưa nhớ đến con. Mẹ mới ru cho con ngủ tức thời, sao lại nói là mẹ không nhớ con. Mẹ, ba ơi, có thật là mẹ con đã khỏe hẳn rồi không ba? Khá lắm rồi đó con. Bây giờ để ba mẹ con nói chuyện. Con vào trong phụ vô ngoại, bắt gà làm thịt ăn mừng đi. Dạ. Liễu, em có nhớ anh không? Nhớ. Nhưng mà anh đừng gạt em để bắt con đi nữa nha. Không, không bao giờ có chuyện đó đâu. Liễu ơi, vợ chồng mình sẽ mãi mãi chẳng xa nhau, để bỏ khi cách biệt chia lìa. Mười mấy năm dài nhớ thương. Nhưng anh có phải thật người chồng mà em chờ, em đợi bấy nhiêu năm. Liễu ơi, anh đang ở bên em trong một mái gia đình. Em là người vợ anh yêu. Sự thật là đây hay chỉ là giấc mong mà em mơ hồ như tình như sai? Đã cùng nhau chung gối giao đầu, tình vợ chồng sao lại đành quên. Gian khổ đắng cay đã cùng nhau chung chiều, hết tuổi thanh xuân mới có được ngày này. Hãy sống trọn cho nhau trong lúc cuối đời, đừng để con mình phải tủi thân. Liễu, em nhớ rõ chưa? Anh là... Là anh Lợi, Phải rồi, ông chủ của em. đúng rồi. Lợi. Liễu. Lợi ơi, Liễu. Trải qua bao nhiêu mưa dầm nắng dãi, giờ đây em mới nhớ rõ ra. Anh và em là đôi vợ chồng quán trai, vì gấy nhiều tối lôi nên trời phạt em bãi nỗi ban chi. Những gì trong quá khứ và mừng hiện tại là con mẹ đã gần nhau. Những buổi trưa hè mẹ sẽ quạt cho con ngủ. Mẹ ơi, mẹ có biết là đến bây giờ con vẫn thèm nghe tiếng hát mẹ ru. Cái thằng lớn rồi còn nhõng nhẽo nữa hả? Lại đây con. Mẹ. Lại đây. Mẹ của con. An của mẹ. Đứa con bé nhỏ của mẹ. Gió đưa liễu yêu mãi gầy, liễu yêu mắt liễu